Evil Genius và Wings Gaming game đầu thứ hai. Sau game 1 thì EG giành chiến thắng tỷ số là 1-0 tạm dẫn với những nhà đương kim vô địch của TI6. Đây là cuộc đối đầu của rất nhiều thanh niên vô địch thế giới. Shadow Demon first pick dành cho Evil Genius. Người có hai người. Không, thực ra là có ba người không vô địch ở trong cái trận này, đấy là Crit, Zai và RTG, là ba thanh niên chưa vô địch thế giới. Vâng, Wings Gaming pick cho mình Slada và Weaver, hai con hero khả năng deal damage vật lý, deal damage sát thương vật lý cực kỳ là to. Feels like VP, Weaver support hoặc là Slada đánh support đều kinh khủng cả. À đây rồi, Luna by RTG. Luna. Vâng, RTG Luna. Tại sao lại có thể tự tin đến cái mức độ này nhỉ? Atua bubble em. Cũng không hiểu tại sao, nhưng mà Luna dành cho RTG. Crit có vẻ như anh ta hơi tin tưởng quá vào RTG. Thực ra thì tôi luôn đánh giá RTG là player có kỹ năng rất cao, nhưng mà anh ta thường xuyên bị chốc với một vài con hero. Anh thường xuyên không phải là chốc mà bị gãy hoàn toàn với một vài con hero. Sven thì thi đấu khá là 50-50, thì ra bây giờ có thể gọi là 35-65 được rồi. Luna thì thôi 0.5 với cả 99 cực kỳ khó thở. Còn Luna của RTG, tôi nhớ lần đầu tiên Luna của RTG xuất hiện đấy là TI5 đánh cái team VP. Ở đó RTG còn chơi cho Secret. Đâu, trước khi gặp team VP là có sử dụng một trận đánh với cả team IG. Đấy là gặp team IG Invictus Gaming. Đúng rồi. Ok. Hay VG. Cũng sắp IG, đúng rồi, đợt đấy có Burning mà IG. Cái con Luna đấy thì lần đầu tiên tôi được chứng kiến thì là con Lina, à Luna đánh với VP lên, không tàn. Lên song kiếm với cả Icecady. Và cả team xanh á, cả team không hề thọt. Đánh với VP cả team không hề thọt. Nhưng một mình Luna 0-8 mà không thể carry nổi do lại late game. Ok. Mà đấy là quá khứ mà hơi đau buồn thôi. Chúng ta hướng đến tương lai ở đây. Khi mà Wings Gaming họ ban đi, đấy là Felix Void. Ban đi cả Axe của thanh niên Universe nữa. EG thì ban đi, đấy là con Keeper The Line. Ban đi Keeper of the Light à? Họ đã có Luna. À không, bây giờ có một giải pháp, đấy là Luna được cầm với Sumail. RTG sẽ đi mid một hero gì đấy. RTG cầm Templar đi mid. Hay là kể cả RTG đánh Invoker đi mid cũng là hay luôn. Shadowfin, Luna, SD Shadowfin. Ôi, put vô địch. Bết đấy, nhử Wings Gaming nhá. Cũng chưa thể biết được là bên phía team Evil Genius họ sẽ để cho Luna với ai, nhưng mà anh nghĩ 99% chắc là RTG thôi. Crit sẽ tin tưởng RTG thêm lần nữa. RTG cầm Timber đi. Timber bị phá ban đi rồi, hơi khó. SF. Thực ra Invoker của RTG thì chắc cũng chỉ gọi là không hơn Invoker của EE một chút. Ôi nhầm, Invoker của RTG đánh kinh đấy. Không hề kinh. Em xem cái đơn RTG đánh cái team Secret Poppy pick full disable chỉ để cho RTG thả Sunshine rồi, rất xanh. Nhưng mà sau đó đi sao, vào Roshan và Roshan pit một cái combat, nhớ không nhầm thì tung được hai skill, sau đó thì fail thua combat. Nói chung là cũng 50-50, nhưng mà nếu như là một con SF dành cho RTG thì mọi chuyện khác nha. Một trong những con SF thế hệ đầu của thời kỳ SF đi mid và chỉ có pha RTG rất là khủng khiếp. Thời đấy thì Miracle vẫn còn chưa được xuất hiện trên những cái group về Dota của cả thế giới. EG ban lên lượt ban thứ tư của mình, đấy là Orkhamazai. Còn Wing thì họ loại bỏ đi là Chen. Lâu lắm thì mới lại thấy ban đến cái con Chen này. Thôi mà ban Chen dễ hiểu mà, có Luna, có Shadow Demon nên thêm con Chen đi put thì thôi vỡ hết cả nhà cả cửa. Bao giờ Slada có vừa lên được. Đít lắm motor dành cho Wing Gaming. Có vẻ như là giống với cả Virtus Pro thật. Giống thật. Disruptor, là Weaver rồi Slada. Nhưng mà con Weaver này anh nghĩ sẽ là đánh farm safe lane thôi, sẽ không phải con Weaver support đâu. Slada kia thì sẽ chơi off. Shadow sẽ đánh Weaver, chúng ta sẽ lên theo cái đường Linken. Thực ra thì con Weaver có thể đánh support như VP đánh mà. Đấy nó mới giống VP. Thật ra nếu mà team đối phương mà đã có một con Slada thì anh nghĩ là Weaver họ sẽ lên core hiệu quả hơn. Bởi vì con Weaver nó gây được rất là nhiều đam tay, cũng như là nó cần một lượng lớn level để nó có thể đẩy được cái lượng đam của nó lên. Rất nhiều bạn là họ muốn là pick Argent tiếp, nhưng mà các bạn nên nhớ là con Slada, con Weaver là một trong một cái cặp counter cực kỳ mạnh vào con Ace. Chưa kể là cả Disruptor nữa. Motor lắp đít.
Nói chung là một trận đầu có thể nói là Wings Gaming họ đang có những cái phương án để có vẻ như họ muốn nhử bên Evil Genius pick vào Archimist. Các anh nghĩ là Chris sẽ không pick cái con hero mà có thể dễ bị tổn thương như thế trong cái game đấu này đâu. Radiant team's turn to pick. Vẫn đang suy nghĩ tới Wings Gaming sau khi Evil Genius pick Clockwork và một con clock trong tay của Universe, thương hiệu từ rất lâu đời rồi. Chúng ta vẫn còn nhớ cái tình huống mà Clockwork của Universe, anh ta hút shot mở cock ra, sau đấy dùng Fox Staff để cứu cho Fear về, một mình hy sinh trên khu vực High Ground đi từ rune vào khu vực rừng của Team Radiant. Rất là đáng nhớ. EG thì thường xuyên có những cái người thanh niên mà leave no man behind, không bao giờ bỏ lại những người anh cả của mình. Dai hôm trước có một pha mà cứu cho Sumail di chuyển về, rất là hay. Tinh thần mến thân Titanic luôn. Every night in my dream. Pick thứ tư dành cho Wings Gaming. Ở đây thì họ đang có một cái bộ combo khá giống với cả Virtus Pro rồi. Yeah, sẽ sniper đi mid. Trời ơi, xong rồi DK đi mid. No sniper đi mid, no one nào. Không, sniper thì hơi yếu, thực sự là Clockwork thì nó team DK Clock nó rất tự tin. Nó dễ xiên quá, một con DK hoàn toàn không xiên vào luôn. Disruptor setback. Có thể hoàn toàn có thể. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ đúng rồi, bây giờ thì đúng là cái bài này là bài của VP mà. Đây là bài của VP mà. Đối phương đã pick Disruptor trước nhưng mà EG vẫn quyết định lựa chọn Clockwork. Dazzle trông rất giống là Huska. Một đội hình là trừ giáp, Huska đi mid. Một đội hình là mắc trừ giáp đến từ Wings Gaming. Dazzle. Thế thì có khi đội hình giống VP quá thể cơ. Thế thì SF à? SF đi mid từ Wings Gaming hoàn toàn có thể được. Mắc trừ giáp. Không, anh nghĩ là cái con SF thì có vẻ hơi yếu. Không, Mirana dành cho Evil Genius. Xin Sumail. Sumail sẽ đi mid. Hay là đổi lại đi cho Sumail cầm Luna đi và Mirana là cầm ATG. Nghe chừng có hợp lý hơn. Cái con Mirana này có thể là con hero support. Nếu mà trong cái trường hợp mà Wings Gaming họ pick một cái con hero mid, nó khá là nó sẽ overpower quá, thì EG sẽ pick một cái con hero đi mid để counter lại con đấy. Bởi vì con hổ này có thể vừa thể đi mid cũng có thể là support. Mà anh là có SD. Mà anh thì anh nghĩ là Zai đánh Mirana thì sẽ khá là đáng xe. Có thể chưa hay bằng Z-Freak nhưng mà cũng khá là đáng xe. Một ban lượt ban cuối cùng bên phía Wings Gaming họ ban đi Enigma. Ban đi Enigma, ban đi Chen. Những cái lượt ban khá là dị và những con hero support có khả năng kiểm soát rừng. Tức là họ không muốn dài được farm. Đơn giản vậy thôi. Họ không muốn là team Easy có thể đẩy sớm trong game đấu này. Đúng không rồi, muốn tận dụng cái việc rừng mà đẩy. Bởi vì con Enigma mà họ được farm rừng thì cái việc mà nó có mechan sớm, put sớm thì với cái việc Clock này, Luna, Saruman thì cái tiếng team Wings Gaming rất là khó đép. Chưa kể là cái lượng đam mà Wings Gaming họ có thể gây ra trong đó này chủ yếu là đam tay. Vâng, confirm lại, thông báo lại cho các bạn nào chưa biết thì bộ ba anh em caster đang ngồi trước màn hình và nói cho các anh em nghe thì có Đức Kính, Mỹ Ướm và Media Tú Lê hôm nay chả biết sao lon ton lên đây để mà ăn lậu một tí lương của bọn tôi thì cũng chưa biết được như nào. Mimosa thì đã cắt xong game đầu, hiện tại đang nghỉ rồi. Nếu bạn nào còn muốn nghe Mimosa thì các bạn có thể đợi đến 7 giờ sáng để nghe Mimosa cắt trận OG và MVP Phoenix. Hiện tại thì bọn tôi chỉ tạm cắt cái trận EG với cả Wings Gaming này thôi. Ba anh em bọn tôi đấy phải, ba anh em hợp lực lại may ra mới bằng được khoảng tầm 1/4 của Mimosa. Tú, đặc biệt Tú phải cố lên, cắt chán lắm, thề Tú. Onimi. Xong rồi nhá, bạn Nhimi là không bao giờ thoát khỏi bàn tay Như Lai luôn. Ok, hai Nhimi. Xem toàn cái gì thì đâu được luôn. Chúng ta quay trở lại với game đấu. Thì sau khi bên phía team Wings Gaming pick và Dazzle, EG quyết định loại bỏ đi lượt bàn cuối cùng. Đấy là con Alchemist. 10 seconds remaining. Alchemist của Killdown cũng là một cái sự lựa chọn mà nếu như Wings Gaming có được sẽ khiến cho EG rất là đau đầu. Bây giờ thì EG họ sẽ là phải là những người pick trước. Let's Rock. Let's Rock dành cho Evil Genius. Và Feels like Winner Melon. Zai sẽ cầm Let's Rock. Chris sẽ chơi Shadow Demon. Cái cặp Shadow Demon mà Let's Rock là cái cặp mà nó đã có từ thời Dota 1 rồi. Cái cặp Mirana và Shadow Demon cũng đã có từ Dota 1 rồi.
Wings Gaming bây giờ còn lựa chọn được ai? Nếu như họ muốn counter lại cái lượng đam rất lớn từ cái lượng đam phép của con Lestrak hay là ulti của Luna, hoàn toàn có thể chơi về đấy là Huska. Nhưng mà nhìn xem thì cái lượng disable của Wings Gaming nó đuối quá. Trong khi đấy thì team EG nếu như muốn đi bắt lẻ Lycan chó sói dành cho Wings Gaming thì cũng chưa hiểu được là meta đang đi về đâu nữa. Lên book để chase. Vâng, Lycan lên giáp. Vâng, Lycan đi mid luôn. Và Khiêu Đào sẽ cầm Lycan đi mid, feels like RTG bình thường đây. Sẽ không phải là con Lestrak đi mid nữa mà sẽ là Mirana đi mid với Sumail. Đây sẽ là kèo mà Luna được cầm với RTG như thường lệ thôi. Vâng, dòng máu Alliance. Shadow sẽ cầm Weaver farm safe. Slada sẽ được chơi về phía biển. Mọi thứ nó đang đi rất là khó đoán, rất là khó lường. Lestrak thì dù sao cũng xuất hiện. Vâng, quyết định là chơi chó trong cái game này. Một trận đấu mà có vẻ như bên phía team Wings lại muốn đi put. Cái thời điểm mà họ pick cái con Lycan thì em vẫn chưa hiểu là cái mục đích của họ. Khi mà họ coi như ăn Roshan sớm xong rồi đi put. Ăn Roshan sớm đi put cái... Nhưng mà thật ra thì họ không thể nào put được khi mà team kia có Lestrak. Không thích. Thật ra thì nó hơi khó hiểu một chút. Khi mà cái last pick này là con Lycan. Bởi vì nó... Nghĩa là cái team Wings Gaming họ đang đánh theo một cái xu hướng là sát đa đối phương bằng trừ giáp cũng như là con mát. Thì tự dưng có một cái con Lycan nó xuất hiện. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Thứ nhất, Wings Gaming đang có một cái lợi thế rất lớn với việc RTG cầm Luna. tâm lý nói thẳng nó là như vậy. Tâm lý nói thẳng nó là như vậy. Thứ hai là Wings Gaming không bao giờ đoán được ý đồ của họ ngay sau khi mà họ ban pick cả. Thực sự là như vậy. Ether lại chơi cái trò đánh thẳng vào khu vực trung lộ rồi nhìn thấy Khiêu Đào đây là có thể bắt được này. Thật ra có một cái combo rất là hủi như này nên Slada sẽ check nhá. Sau đó thì cho hai con chó chạy gần lên ấy. Xong rồi Đào rồi búp máu vào. Đúng rồi. Rất nhiều đam sau đấy. Hơi sát luôn. Nhưng mà cái combo này nó có vẻ tốn hơi nhiều skill này ạ. Không, nhưng mà đau. Nhưng mà nó xong rồi chó táp và đít nữa. Chơi cho đến chết. Quan trọng là với những con như con Shadow Demon. Còn về sau lên cả búp nữa là thành 4 unit. Xong hóa chó lên đó, unit chạy nhanh. Dí gần vào một búp một cái. Rồi ôi, hơi đau luôn, hơi tốn luôn. Cái combo này có vẻ là hơi bị tốn thời gian và tốn công sức. Thật ra cái combo này cũng chẳng có gì cả. Ngày xưa thì team... Okay, Liquid 2W này. Thời xưa team Liquid OG thời kỳ mà còn Miracle đã chơi rất nhiều với việc là Fly cầm Dazzle và thanh niên Novel chơi Phantom Lancer. Chỉ việc bơi thẳng Phantom Lancer lên skill 3, bơi thẳng trong người địch. Sau đấy thì một bút máu của Dazzle. Thế thì phải nói tới bút máu. Nửa máu. Nhẹ. Còn nhìn thêm rút mà giờ thì gần như là đối phương đã không bài đã bài luôn cái lên đấy rồi. Thật ra Wing ý, trận này có khi họ thích pick Root Mother ở đây nhưng mà nhìn thấy Lestrak rồi Luna các kiểu rồi đấy là rèn không là pick đổi sang chơi chó, không chơi nhện mà chơi chó. Không, nhưng em nghĩ là easy họ có Luna cưỡi chó rồi. Luna là cưỡi con ư hử. Mirana là cưỡi con ư hử. Ở đây Universe đang bị bắn vào khá là đau này. Universe anh ta có lẽ sẽ phải sử dụng bình máu to của mình thôi. Shadow có vẻ là hơi bị chùn tay. Hơi cuốn. Đi mid đến từ Nice try. Hơi khó farm dành cho Khiêu Đào khi mà cái kỹ năng farm bằng con Mirana này của Sumail thì càng ngày nó càng hoàn thiện trong farm. Còn ra thì con chó sói này với cái skin 2 thì có thể farm có thể một turn creep có thể last hit rất là tốt. Nếu mà anh ý có thể kéo được creep không bị hổ hóa ra quá nhiều. Vâng, ở đây thì có một tình huống úp được đối phương xuống combo Lestrak cũng như là Shadow Demon nhưng có dậm stun đôi của Fabian Isai chết rồi. Chưa có được cho mình đấy là cái skill bất tử Shadow Grip. Shadow Grip. Đồng First Blood tiếp tục thuộc về Evil Genius giống như ở trong game đấu đầu tiên. Và cái lane này của team EG thực sự là một cái lane chết chóc. Mày SD, Lestrak và một con Luna một cái lane trông không giống là Wing có thể đứng được. Họ có vẻ đánh lấn lướt hơn trong các tình huống ganh đầu game. Thực sự là như thế. Nói chung là một cái lane mà trip lane mà đã có một cái úp để set up stun cho Lestrak rồi là Luna đam to thế này thì bên phía team Wings họ có lẽ nên bỏ con Slada đi vào vòng rừng đi. Sau đó thì ông kia xuống giúp Weaver ở dưới đè chết Clock. Thế là đẹp.
chứ còn đứng lên thì chỉ có nát thôi. Nhưng mà nếu mà ai đã từng xem cái bảy mẹo vặt phần 2 của em ấy thì sẽ nhận thấy là con Luna của con Hero cực kỳ khỏe early và hạn cực kỳ hạn chế đấu chip hay là đấu với nó khi mà có Luna đấy, nhìn nhận cực kỳ tinh tế được cái clip đấy luôn. Nào chờ một tí, khi ở đây làm sao đây, Chris có chết không? Chris vẫn sống, thậm chí là sẽ giết ngược được đấy là Nazo luôn. Một cái tình huống mà tên ra là tuyệt vời đến từ phía của Sumail, mặc dù trong pha đó thì suýt chút nữa Chris anh ta đã tự làm khó mình với tình huống úp xuống, sau đấy nhạc kẹt đường ở đằng sau thì có Slada của Phết Biển, hai mạng easy dành cho Evil Genius. Phù hợp combo là rất chuẩn bài, vâng, farm được 13 clip đến từ Sumail, thậm chí đã có đá xin một mạng với Arrow của mình. Trong cái đấy thì Lycan của Killdown mới chỉ có 8 clip thôi, định chơi bài dị nhưng có vẻ như là cái con Lycan chưa đánh giá thực sự là cao cho lắm. Họ nếu như họ không thể kiểm soát được lên ấy, họ thua cả hai lên top như là lên mid như này, thì việc mà họ cố gắng ăn cái Roshan sớm không phải điều dễ. Mà nếu như ăn Roshan kiểu smoke vào trong rừng lại là úp và sẽ là timing stun. Đây là cái thời Dota 1 lên, đây là cái thời Dota 1 easy, nhưng không sao, dí theo là vẫn chết, chắc chắn nằm xuống luôn. Chạy đâu được con chó, vâng, mạng dành cho Shadow Demon. Với việc là Creep trở lên trên lên top, họ lên gần hơn so với trụ của EZ thì hai support đã rạng smoke ram ngay lập tức, lấy ngay lợi thế ở mid, ở lên mid cho EZ. Vâng, có lẽ đây sẽ là một game đấu mà đầu tiên ATG cầm Luna hưởng chiến thắng với cả một con Luna Moonfa. Không anh, thật ra thì 3 phút thì mình vẫn chưa thể nói được điều gì. À thì không, đây là niềm hy vọng dành cho ATG. Gánh tao đi chúng mày, gánh tao đi chúng mày. Ta mặc dù anh là một cổ động viên rất là lâu năm của team Na'Vi, nhưng mà rất muốn Evil Genius giành chiến thắng trong cái game đấu với cả team Wings Gaming này. Nhưng mà anh cũng muốn chứng kiến một cái trận đấu mà được đánh giá là chung kết sớm của Major Boston, nó phải diễn ra với 3 game. Chứ còn nếu mà EG thắng trận này thì 2-0 thì thực sự thì nó cũng hơi bị gọi là nhạt nhẽo quá. Bởi vì EG ở thời điểm hiện tại anh không đánh giá họ mạnh đến mức độ đó. Thế nên đấy thì Wings cũng không đến mức là yếu. Wings vẫn còn rất là mạnh. Chris đánh như em phân tích luôn. Pick Luna xong rồi sẵn sàng tự tử để về nhà, đỡ mất thời gian. Pick SD. Không, ý là pick Luna để đi cái chị đấu chip lên. Ôi. Cái khoảnh khắc đấy đã quay lại rồi. Vâng, ở đây thì có một tình huống thả Lucian Beam bằng người của Phết Biển. Mà mình thì mình cũng không quá quan tâm đến việc là các bạn đặt value và niềm tin cũng như là hy vọng của các bạn vào đâu đâu. Mình thì mình chỉ muốn chứng kiến những cái sâu diễn, nó gọi là kịch tính dành cho tất cả anh em, những cái món ăn tinh thần và những cái ngày thi đấu mà các bạn đã phải thức đêm. Universe chết chặt đây này, bạo úp xuống rồi, quá tuyệt vời đến từ Chris. Nhưng có lẽ Universe vẫn không chết, Universe bây giờ mới chết. Nhưng tan vào bất tử rồi và có cả cắn máu lên, dài đùa lên. Hơi dài rồi, thế là dài không giết được ai và dài lại quay trở về. Quả đấy mà dài chết thì cũng hơi buồn cười. Vâng, một tình huống mà Dazzle cuối cùng phát huy được cái tác dụng của mình. Cắn binh máu to lên với Shadow lướt lên đuổi theo Zai, nhưng có lẽ là không thể nào đi Zai trong pha vừa rồi. Sẽ là di chuyển về thôi. Tỷ số là 1-3 nghiêng về bên phía của team Evil Geniuses. Lại có một pha úp xuống, lần này thì Universe đã di chuyển lên nhưng có một pha stun trượt, cóp cũng trượt rồi. Bây giờ how to đỡ Shadow đây, Shadow còn khá ít máu nhưng ta vượt qua được cái giới hạn. Quay ngược trở lại làm gì khi đối tượng với Sentry ở đây thì ai sai, có lẽ anh ta cũng sẽ chết thôi. Shadow grab thì còn cooldown đến 14 giây nữa và double kill dành cho thanh niên vũ trụ. Vâng, Phạm Bóng Băng đã phải nằm xuống và đó là mạng dành cho Mr. Vũ Trụ. Vâng, hai mạng liên hoàn, easy. Cái gì đấy? Với CL. CL là cùng nhánh với cả ấy mà. CL cùng nhánh áp mà. Chờ một tí đã, thì ở đây mà Chris anh ta cũng đang bị bớ vào nhưng nhanh tay úp được Lycan xuống. TP về luôn, không đủ đam. Sao lại đánh một cái con Shadow Demon nó thật sự là đen như chó. Nó như thì em nghĩ là cắn không có Chris, cắn đen như chó. Sao là đen như chó. Đen như chó. Rip Lycan last pick. Hết farm rừng nhảy vào đánh. Nhưng từ từ đã, đây vẫn là một con Luna của ATG. Và cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà Evil Genius có thể đang dẫn được cái lợi thế khi mà họ có bộ đôi support đi roam quá mạnh với con SD và con Lestrade thôi. Nhưng mà khi mà bên phía team Wings mình bắt đầu có những cái món item để đủ để đi vào giai đoạn mid game, chưa biết được chuyện gì xảy ra đâu. Slada mà có trách cái kết hợp cùng với cả Lycan, trời ơi. Chúng ta vẫn đang chờ đợi Luna của ATG sẽ làm được điều kỳ diệu gì trong đêm này.
liệu có lật kèo hay không. Vâng, ở đây thì có một cái quát được cắm rất là hổ báo của team EG. Let's track của Zai cũng thường xuyên là di chuyển ở khu vực mé đấy. Sau khi mà có được một cái trụ một ở khu vực trên top, đối phương bây giờ Chris cũng đi vào đấy luôn. Wings như mình đang hơi khó pha ở khu vực lên top cũng như khu vực lên mid. Còn đồng ý là EG thì họ sẵn sàng buông cái lên bot nhá. Ở dưới bot thì Universe mà dù chết một mạng nhưng sau đấy anh ta có được một cái double kill luôn ngay lập tức. Gần như là Wings mình không có lợi thế gì ở cả ba lên cả. Thì điểm early đang khá khó khăn dành cho những người Trung Quốc. EG ăn trộm chiến thuật của CL. Rõ ràng rồi. Cái gì hay thì phải học tập đúng rồi. Ơi, Innocent đang cố gắng làm cái điều gì đó. ATG trả Lucian Beam nhưng cả ép nổi. Vâng, dài có cho mình một mạng nữa. 6-1 nghiêng về EG sau 8 phút. Quá khó cho đội chơi trò và Wings. Một con Lycan solo mid đang gặp quá nhiều khó khăn. Network thì thua kém Mirana 1000. Và chúng ta sẽ cùng để ý xem là Universe thì anh ta có cái gì rồi. Universe cũng đã coi cho mình level 6. Rất thoải mái thôi. Thậm chí đây là một con Clockwork có level 6 nhưng không cần phải đi roam nhiều gì cả. Vẫn có thể bám lên để farm thêm. Một support đã làm quá tốt được công việc đấy rồi. Chúng ta nhìn xem là đến thời điểm hiện tại bây giờ check cái lượng level mới là cái điều quan trọng. Đấy, Lestrak level 5, con SD thì level 4, trong khi thì con Slada mới chỉ có cho mình level 5, còn bộ đôi support bên phía Wings Gaming thì không tính tiền, với Disruptor mới chỉ có được cho mình level 3 đấy. Crit lại di chuyển vào ATG đi ganh luôn. Thanh minh của Sume vẫn trúng với một tình huống mà tên trông điêu nhở. Trúng vào đuôi tên. Trúng vào đuôi tên mà vẫn trúng. Veil cần phải sửa lại cái bug này. Em cũng hay chơi hổ mà. Nhìn cứ tưởng là phải trượt 100% rồi, thế mà vẫn trúng. Mình tiếp tục di chuyển trong khu vực rừng của đối phương. Có nhưng scan. Wing scan chính xác rồi scan. Bây giờ họ sẽ tập trung để làm pha counter gank. Không, tôi thấy một cái TV anh người. Anh không nghĩ là counter gank cái đoạn này counter được. Luna đang có cho mình Eclipse. Tôi di chuyển Shadow vào di chuyển hai con chó đang kèm đầu Luna. Thế bây giờ thì có một tình huống mà sandbag được crit lại, sẽ bắt crit được TP. Ây, con chó lại, chó lại còn ăn tên. Em khẳng định luôn. Tên như chó. Thôi là cái tình huống đấy không hiểu tại sao mà ăn đâu được. Vâng, giận hơn Vuver tới Tsumail và nói chung là khá là khổ cho các thành viên của Wings ở thời điểm hiện tại khi mà đối phương thì đang gây sức ép quá mạnh. Nên nhớ là cái con Weaver này nếu như mà di chuyển không khéo trong combat một cái Sentry ra của team Evil Genius thôi thì cái Lucian Beam, à cái Eclipse của Luna nảy linh tinh tưới vào đầu của con Weaver này thì nó thực sự là một điều gì đấy không thể nào mà đỡ được. Blade Struck của Zai lại ăn tiền cái thanh niên này làm gì đây, sắp sửa dầu bằng Clockwork rồi, dày máu một cái ơn Winlay Stickon. Sao lên đồ buồn cười, lên cả ơn luôn mà. Lên đồ này là để đi ganh. Tí nữa đi phút thì với con với một cái ơn cũng rất là hiệu quả. Thực sự là như thế. Vâng, ở đây thì Linh anh đang cố gắng push trụ. Nhưng mà tôi đang nhìn thấy rất nhiều thành viên bên phía team EG sổ ra. Chưa có một cái clay nào được cắm đi đâu của Universe luôn. Thanh niên này giữ mình hơi quá. Nhưng mà ra em thấy là đủ tuổi rồi nhưng mà quyết định không đi chọc phá vào đâu cả. Cứ thế giữ thôi, giống được kính cái này thì lộ mắt ra rồi. Crit lên bảng đếm số combo của Isai là đây 27. Thêm mạng thứ hai giải quyết một chút vấn đề về tâm lý dành cho Wings Gaming. Đây là một điều rất là quan trọng. Khi mà game 1 có vẻ như họ đánh cũng hơi gãy với con Invoker của Killdown Limit thì cũng xử lý combo không thực sự là chuẩn xác. Vâng, và đây thì bên phía team Evil Genius họ tiếp tục stick lại. Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên Universe anh ta sử dụng cái clay của mình. Sẽ là găm thẳng vào hit của ai đây, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Trong tình huống chỉ cần chính xác rồi, một hook shot thôi sẽ có thể giết người rất là đơn giản. Đi Watt tới thì bên phía team Wings Gaming. Đi Watt khá là chuẩn xác và họ phán đoán được là EG họ sẽ di chuyển như thế này luôn. Nhưng ở đây thì EG Chris cũng móc mắt đối phương rất là nhanh. Rồi, đây là di chuyển về tới từ support của bên phía team Evil Genius. Họ sẽ push về Aura và Luna. Vâng, ăn xong cái trụ 2 này thì chưa biết là Wings Gaming họ sẽ phải di chuyển một con săn pit như thế nào. Không bất thường, chúng ta cứ nghĩ rằng Lycan sẽ là một con hero pit rất là khỏe. Nhưng mà đây là Lestrak, là Luna, cái vị trí của Disruptor đang đứng này. Nếu mà ở hổ Euro Crit thì chắc là sẽ lộ. Em nghĩ là anh cũng đang nín thở. Rất may là Sumail hơi hiền. Nếu mà trong bay pub là anh em mình thường có pha Euro để ăn Crit thì là sẽ ăn thêm được cả mạng của Disruptor đấy.
hoàn toàn chủ động chiếm khu vực lên dưới đến từ Evil Genius, bật smoke luôn, biết chắc chắn rằng ở đây không còn đấy là Watt bên phía của Wings Gaming nữa. Gần như Wings Gaming bây giờ họ phải đánh với việc là đi trốn đối thủ. Đây rồi, tôi rất mong chờ một tình huống Universe. Weaver có cuối rồi. Nhưng đó vẫn là một tình huống Killing Spree dành cho Universe. Lêu lêu. Vâng, có lẽ là cái con kiến hơi bé quá. Thế là bình thường anh có dùng Clay anh phi kiến thì bao giờ anh phi trúng không? Một không cái tình huống trúng mà luôn. Dương cò lên chọc mắt binh luôn của Universe nhưng mà tượng. Phát đầu tiên đã tượt rồi. Vào hết đầu giường rồi, không trúng đâu cả. Không sao. Thanh niên làm lần đầu thì cũng không bao giờ gọi là chuẩn xác được cả. Chúng tước lên những cái phần tiếp theo rồi. Đây thì 28 Evil Genius có vẻ như là hơi dễ được để hướng đến 10 kill đầu tiên ở trong cái game đầu thứ hai này. Nhưng mà chờ một tí xem, tí nữa bạn nào vẫn còn đang là cổ động viên của Wings Gaming thì chờ một tí kiểu gì ATG và con Luna Moonfang này cũng sẽ xì đà. Tôi hứa là một điều kỳ diệu. Vâng, Vla dành cho Blink sau 13 phút thôi thì cũng được farm được 5.000 network, không hề thua kém so với những player chơi cùng vị trí, không thua kém nhiều. Vẫn đang rất cố gắng đến từ Wings Gaming. Nhưng mà thực ra Luna thì farm rất là tuyển khi mà được support hỗ trợ với những cái bãi stack ancient rồi là stack creep thường ở trong rừng thôi, anh ta farm với cả cái nảy nảy mình rất là nhanh. Slada này có gì rồi nhỉ? À, chờ tí đã, xem network đã gì đấy. Từ từ. EG hiện tại thì họ dẫn khoảng tầm đến 6.000, hơn 6.000 network vào thời điểm phút thứ 13, một cái lượng network khá lớn. XP để dẫn 2.000. Thế là nếu như EG họ chia nhau ra farm thì họ sẽ còn dẫn XP nhiều hơn nữa. Không sao cả, đây Crit sẽ bị phát hiện ra nhưng không phải, ngược lại Crit phát hiện ra rồi. Bắn tên chúng bị lag là hook shot được rồi và thôi xong. Ai sai tự bú bất tử không kịp luôn khi mà Luna có cho mình double kill. Vâng, ATG đã có Karia bao nhiêu anh nhỉ? Vâng, 204 easy for ATG. Vâng, 204 dành cho ATG. Ở đây thì Fabian cố gắng làm cái điều gì đó. Vâng, clear creep bằng sắp tặng. Kiến có một được cái sentry ở đây rồi. Combo à, nhưng mà tham lát về. Đấy là tình huống mà dai anh ta hơi chần chừ một chút. Kiếm đánh rất là chỉ có giữ R thôi, spam R. Và cái phát tên đấy là do lỗi hình ảnh, lỗi hiển thị thôi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, còn đâu là tên là chúng rồi, thằng mình là chúng. Thật đấy hả? Cái lỗi này bị từ chiều nay rồi. À ok. Tầm, tối chiều nay là cũng có một hai phát gì đấy. Thì rõ ràng đấy là một cái bug đúng không? Lúc nãy anh bảo Veil phải sửa cái bug đấy chứ không nhìn trông nó rất là hiểu lầm. Ở đây thì có một cái rune DD kết hợp cùng với cả thêm bọ của Shadow. Bên phía team Wings mình họ đang rất muốn farm, bị phát hiện ra bởi Universe rồi. Clay chuẩn bị dương nòng, còn 7 giây nữa. Còn shot 2, cách shot 1 hơi lâu. Đâu, shot 3 rồi. À shot 3 rồi. Nhưng lấy vừa hút chúng và đã dồn gì. Hay em ơi. Vẫn Slada 15 phút mà có được cho mình, đấy là Blink Dagger. Có vẻ như đây là cái game đấu mà hiện tại thì ATG vẫn đang chơi tròn vai. Cái quan trọng là cái con Last Shark bây giờ nó quay trở lại với vai trò support. Lên lốc ấy, chuẩn bị lên và... chuẩn bị cái lốc timing stun, thế là đẹp. Còn cái việc mà Shadow Demon bật smoke ngay ở trên nền Watt của Evil Genius. Và bây giờ không biết Wings Gaming họ sẽ phải làm gì đây. EG bắt đầu TP co cụm lại với nhau, sẽ có một tình huống smoke bên phía của team EG, tôi tin là như vậy. Không, họ biết đối phương ăn Roshan thì phải. Vâng, như vậy là họ scan nhưng họ scan trượt rồi. Phán đoán là Roshan cần phải tiến vào ngay, cần phải tư đoán đó. Hơn. Bây giờ sẽ làm tình huống mà chúng ta cùng chờ đợi một cái highlight của Clockwork. Cùng chờ đợi một cái highlight của Clockwork nào. Universe đã đứng ở phía sau khu vực Roshan rồi. Clock, Universe. Vâng, sẽ là một tình huống cầu diễn này. Vâng, và có một cái pha hook shot vào. Nhưng cuối cùng thì Lycan vẫn là người nhặt được Kinesis ở phía ngoài. Sai Winterson đang bị dồn down. Winterson sẽ chết thôi. Bên trong Universe vẫn chưa chết. Bên phía Wings Gaming họ đang tan nát với cái combat này. Lycan lên bảng đếm số lần đầu tiên. Trong khi Slada anh ta cũng đã chết mà còn chưa kịp track một ai cả. Tiếp tục sẽ là mạng thứ hai của Killdown khi anh ta đang hết phòng trò rồi. Với trận 3-13. Roshan không yên thế này. Đây là cái tình huống mà anh không hiểu tại sao mà Wings Gaming vẫn còn nấn ná khu vực Roshan Pit đến hai lần tên lửa của Clockwork như thế. Họ hoàn toàn nên lùi ra một chút. Theo em thì cái việc mà họ quyết định là ăn YOLO hơi YOLO con Roshan này là bởi vì nếu mà easy mà có con Roshan đấy họ sẽ push được lên high ground chủ 3.
rõ ràng là như thế, nhưng bây giờ chết đến như thế này thì không biết mình bao giờ có thể gượng dậy lại được. Thì nhưng mà nếu trường hợp như thế thì bây giờ họ vẫn có thể kéo được Rap Game ra. Rồi, ok, khi mà EG không cầm Kien Aegis, không Kien Aegis thì team Wings Gaming họ hoàn thành được Rap Game ra và vượt Rada và Disaster. Nó sẽ không phải một cái gậy lốc mà sẽ là một cái Fox Start dành cho Let's Rock của Zai, hợp lý hơn khi đối phương tránh bị chó đuổi. Tránh thứ nhất tránh bị chó đuổi, thứ hai là bên nhà mình có con Clockwork cứu. Nhưng mà chó vẫn là hơi đen trong tình huống vừa rồi. Bị giữ lại. Nói chung thì cái pha đấy thì cũng không thể nào mà trách bên phía team Wings được, họ phải cố ăn cho bằng được, còn Roshan đấy không để đối phương đang ăn dở rồi mà lại rút về pha đấy thôi là xong. Cái word đến từ Easy ở mid kia là quá hay rồi. Mặc dù là team Wings Gaming họ đã có một cái Senchi ở mid để nhắm vào cái vị trí ở đấy xem là liệu có word hay không. Vâng, ở đây thì sao, Mirana bị combo nhưng có một tình huống úp rất hay đến từ Chris. Mirana của Sumail vẫn chưa chết và thay vào đó là mạng của chó nằm xuống, tiếp tục sẽ là mạng của cả Slada nữa. Dazzle cũng đã chết rồi, lấy cái gì ra để thoát khỏi Evil Genius với tên như thế này luôn cơ mà. Bye bye Innocent. Thực sự là bây giờ EG họ đang đánh với cả Wings Gaming với một cái vị thế khác hẳn, với cái lượng network cũng như là lượng level chênh lệch lớn đến như thế này thì là chúng ta sẽ được check lượng network của team EG khoảng rơi khoảng tầm 10k. Em không hiểu do tình huống vừa rồi thì Dazzle không hề búp được bất tử cho bất cứ ai trong team Wings Gaming. Cuống quá, thực sự là hơi cuống quá. Em nghĩ là do chó vẫn là đen. Mặc dù là anh ý đứng ở trong cái combo thì hoàn toàn thì búp bất tử, và nếu trong trường hợp búp bất tử kịp có khi là vẫn được cắn được trên hổ. Nhưng mà... Vâng, với cái lượng item ít ỏi như thế này của con Weaver và của cả Lycan, nó bị out meta quá lâu rồi. Đây là một cái không, thật ra con sói bị ngủ quên quá lâu rồi. Nó không đến mức như vậy. Tại vì sao? Tại vì Wings họ cứ cố để có thể đánh một cái lane duo với cả bên phía team Evil Genius có Luna, Shadow Demon và con Lustrum. Đáng nhẽ họ phải bỏ cái lane đấy, Slada di chuyển thẳng vào rừng luôn ngay sau khi chết mạng đầu tiên, nhưng vẫn cứ cố đứng đấy, xong mất thêm hai mạng đấy, trông rất là ngớ ngẩn. Và cái lane boss lại thọt. Bây giờ con Lestrade này nó có khác gì Swindle Melon không? Thế luôn là đánh với là 5k6 network vào thời điểm phút thứ 19, ăn trọn vẹn là 4 mạng luôn, 409. Nhưng mà chứng tỏ một điều là EG họ lớn dần lên sau từng game đấu. Bị rep bởi Lestrade, bây giờ dùng Lestrade để rep lại đương kim vô địch thế giới, tính toán dã man đấy từ Grid. Cái con Lestrade này nó đang khiến cho người cảm thấy vui mừng nhất ở trong game đấu này chắc chắn là TG. Lại là có hook shot trượt đến từ Universe rồi, để hook vào một người của một con Weaver không phải là cái điều dễ ở đây thì sao, có một thứ muốn TP luôn. Như nào anh nhỉ? Hơi cuống quá, EG không vào rồi, hơi cuống quá. Cả team nhường nhau ấy, skill trước đi. Skill trước đi. Nó ở đây rồi, chắc chắn là skill trước đi anh. Rồi cuối cùng thì mỗi người chậm một chút xíu thôi, để cho Weaver của Shadow anh ta giúp kinh và TP về thành công. Let's start có thể fork lên và start, nhưng mà có vẻ là hơi tự tin vào cái trình cóc của Universe. Bảo rồi trận này pick con chó làm cái gì? Pick con khác đi. Theo em nên pick con gì? Gì? Nếu như để đi mid. Nếu khi mà đã không còn Alchemist nữa rồi. Nếu để mid em nghĩ là pick Queen of Pain. Queen of Pain. Để có thể thoát ra khỏi cái cock của Clockwork. Thứ nhất là chạy được, cái thứ hai là vừa gây đam tay vừa gây được làm phép. Nghe cũng hợp lý, nhưng mà con Queen of Pain Weaver Led có vẻ yếu không? Bởi vì yếu gì anh? Khi mà anh có sai rồi con Queen of Pain nó thứ nhất là nghĩa là nó shut down được, ví dụ như là con Led Sack hay là con Shadow Demon. Con Queen of Pain shut down rất là nhanh và nó là hero rất là cơ động, hợp với cái việc là có trách của Slada hay là skill 1 hồng kiến. Skill 1 hồng kiến thì con Queen of Pain nó rất là phù hợp. Nhưng em chưa thấy Queen of Pain Kill down cầm Queen of Pain. Em chưa thấy Wing Gaming họ. Nhưng mà anh nghĩ là mid player của Trung Quốc thì gần như ai cũng cầm Queen of Pain. Anh nghĩ là em nghĩ là họ tùy thuộc vào quen tay hay không. Tùy thôi. Những cái con hero mà cơ động như Queen of Pain thì phải những ông nào mà đánh kiểu có trò gọi là hơi YOLO một tí hay là kiểu như là G hay là No One. Đang ở đây thì Fabian anh ta phán đoán ra vị trí của Zai, rất muốn bắt vào người của Zai nhưng cần phải chờ đồng đội lên. Cái mạng con Lestrade này bây giờ là cái mạng rất là to, đi qua ward của đối phương ngay lập tức là có TP về đến từ Zai. Những cái tình huống cắm ward của EG trong game này rất chuẩn, thực sự là quá chuẩn. Sử dụng smoke đến từ Wings Gaming rồi, EG không biết họ còn scan hay không nhỉ? Vâng, EG chưa có scan. Đánh rất cẩn thận đến từ Evil Genius, nắm rất nhiều lợi thế nhưng không YOLO. Rồi Moonlight Shadow.
và sẽ là hook shot tới The Universe. Anh ta hook thẳng vào đít của Deep Lab Motor thì vỡ motor lắp đít rồi, chết rồi. Đó là mega kill dành cho ATG. Vâng, chó đã quyết định lao lên với book của mình, có úp một thành viên lại tới từ Great và bây giờ lao ra Luna ta bắn đau quá. Mega kill dành cho Zai, tôi xong rồi. Bên phía team Wings Gaming họ mất 3 mạng tương đối là dễ dàng, chó một lần nữa lại bị vỡ mồm rồi. Và Weaver anh đang hoàn thành cho mình đó là một kiếm defuse, nhưng mà cản làm sao là cái lực push tới từ bên phía team Evil Genius khi mà hai con support cũng như là carry solo mid của họ lên bảng. Vâng, 3-20 cũng chưa biết được là Wings Gaming họ sẽ thắng cái kiểu gì trong cái game đấu, mà thực sự là bây giờ mọi thứ đều đang không ở trong vòng tay của họ rồi, cả về push, cả về gank, cả về combat tầm. Trong cái tình huống vừa rồi thì mặc dù là team TG họ đã bị chậm lại bởi cái ulti cũng như là skill 3 của con Disruptor, nhưng mà không hiểu tại sao là Wings Gaming họ không về, họ muốn đánh tiếp. Mà rõ ràng là thiếu hẳn một người rồi, thiếu hẳn một người, thiếu một cái ulti rất là vô ích, họ vẫn muốn vào. Nó có vẻ là Wings họ đang muốn YOLO quá, thực sự là YOLO quá, và họ có vẻ như là họ đang hơi bí những cái ý tưởng để có thể chơi tiếp cái game đấu này rồi. Thì anh nghĩ là lúc họ pick con Lycan thì họ đã hết cái ý tưởng, bởi vì rõ là bên team EZ họ có quá nhiều con để counter con Lycan, Talisman. Mà trong khi đó thì anh nghĩ là vẫn còn rất nhiều những cái sự lựa chọn khu vực lên mid, tại sao phải là con Lycan? SF thì sao? Đúng SF thì sao? Bản thân là con SF cũng là một cái con hero mà nó có thể gọi là đánh. Tức là ít nhất thì với cái việc con SF nó farm 20 phút thì nó sẽ hơn con Lycan farm 20 phút chẳng hạn như thế. Chắc chắn là trong combat nó sẽ có nhiều sự ảnh hưởng hơn. Và bây giờ thì Let's Rock chúng ta không chỉ có gậy đẩy mà còn có cả một cái gậy lốc nữa rồi. Dài quá nhiều item. Super Melon phiên bản 2. Mà có nghĩa là EG vẫn nhìn CL cũng là một tượng đài đúng không anh? Rõ ràng mà học theo rõ ràng là như thế luôn. Còn có vẻ Wings Gaming họ học bài của VP nhưng mà chưa đủ. Thực ra là gì? Cả Evil Genius lẫn Complexity có vẻ như đang có một cái thuyết âm mưu ở đây khi mà họ bàn nhau. Nếu như Complexity mà gặp Wings Gaming thì Wings Gaming họ sẽ rất có thể loại được Complexity và tiến đến loại tiếp VP hay như nào đấy. Nhưng Complexity thắng EG để EG phải gặp Wings Gaming thì khi đấy mọi chuyện lại khác. EG hoàn toàn có thể hạ gục được Wings Gaming, và lúc đấy thì sao, khu vực Bắc Mỹ có thêm hạ một đại diện nữa là cả Complexity cả Evil Genius. Make Dota NA great again. thiết âm mưu. Bạn để gặp VP. Rõ ràng luôn, gặp VP ở vòng này và gặp VP ở vòng sau nó sẽ đơn giản hơn việc gặp VP trong trận chung kết. Không. Rõ ràng là như thế luôn. Một không. Cái đội mạnh như thế mà đánh vào đến vòng chung kết thì VP họ sẽ có được một cái sức sống như thế nào? Trong khi gặp ở đây vẫn có thể hóa giải được EG, chắc chắn là còn rất là nhiều bài. Let's Rock là một cái ví dụ. Không, nhưng mà kể cả có nhiều bài thì gặp ở trong MOBA lúc nào cũng sẽ dễ. Nghĩa là em giữa cái việc mà em chọn một đối thủ mạnh ở MOBA hay MO5 thì em sẽ chọn đối thủ mạnh ở MOBA, chứ không bao giờ em sẽ chọn đối thủ mạnh mình ở MO5. Vâng, hook shot thành công một người của Dazzle rồi đẩy xuống, nhưng mà đẩy xuống để cho tên của Sumail bị fail. Ở đây thì ai sai. Úp bất tử lên câu thêm thời gian. Creep vẫn còn cố gắng úp được ATG xuống, không cho ATG ăn mạng pha vừa rồi, để Creep ăn mạng. Trời ơi, đánh úp thẳng ATG xuống. Con này của tao. mày định tranh phạm bong bong với tao à? Không được. Ngan Roshan mà lên high ground. Ngoài Complexity và Evil Genius thì nên nhớ rằng khu vực châu Mỹ và Bắc Mỹ nó vẫn có một cái đại diện nữa với Hoàng đế Isama. Và những cái Hoàng đế, những cái người tên là Hoàng đế thả chó và đệ đi Roshan này. Đệ Lycan đang cố gắng là deny con Roshan, liệu có được hay không. Ở đây thì mở giáp phản lên, mở cóc ra đến từ Universe, không ngại ngần. Kim Sinh Khe. Vâng, mà bây giờ thì có lẽ sẽ chết. Vâng, một stun tới từ Slada, nhưng mà đây sắc đốt khá đau. Tuy nhiên thì đó là mạng dành cho Blink rồi. Đấy, thấy combo chưa? Check vào xong mở book ra cho chó rượt, được không? Combo em mấy 26 phút mới dùng thì có vẻ là hơi thiếu hiệu quả em ạ. 26 phút. Đại đế Sama, không phải hoàng đế. Hoàng đế Sama là đại đế Sama, nói chung là những người tự xưng đế cho mình hay là được người ấy cắt là đế thường xuyên rất là chát.
xong rồi con Ives drop your stick, drop your stick. Tôi đang ngồi cạnh thanh niên y hệt như thế luôn, đấy là đức kính. Đánh với các anh 5k 6k, nhưng first pick em đánh carry nhá, AM hay là bên kia blood hay là spirit breaker, không biết là phải gánh như thế nào. Lycan ăn được cái mạng 700 tiền, hiện tại Lycan có lượng network cũng bằng so với cả Mirana của Sumail rồi. Nhưng mà rõ ràng về xét về cái lượng đồ thì hiện tại con Mirana này nó vẫn hơn rồi, còn Lycan hơi nhiều. Mà tức là độ hiệu quả của đồ thì chính xác, một cái EB này thì giá tiền thì cũng là ngang phèo. Nếu mà Lycan mà không có được một cái BKB sớm thì với cái EB của Mirana, không biết bên phía The Wings mình có thể hóa giải như thế nào. Mà xem tiếp cái lượng network ở đây thì Luna của ATG vẫn là người dẫn đầu thôi. Thật là có một ngày Luna dẫn đầu network được cầm bởi ATG. Không anh, thật ra thì là network thì vẫn dẫn đầu. Không, ngày xưa ATG đánh Luna network chỉ đứng thứ tư, Arsenal về 4 là dự Champions League là đã thấy mừng lắm rồi. Top của mình. Cái việc mà cái cặp đôi là Luna SD quá là imba rồi, hiện tại cứ thả bóng vào ngoài trụ rồi. Cái quan trọng là bây giờ con Luna cầm Qnages ở đằng sau, có SD đằng sau, có Leswap. Wing không có BKB, họ không ra nổi, không thể ra nổi, Luna sẽ là như thế này thôi. Xong cái trụ 3 này thì Rex sẽ sập, trông kìa. Thật ra Lycan đang muốn tiếp top anh ạ. Lycan có vẻ thì đang cố gắng đi rap. Còn bên phía team Evil Genius thì sao, ở đây thì Luna anh ta bị stun vào nhưng vẫn kịp rượt đi. Luna bị send back về, ATG bị kẹt ở đây nhưng có lẽ là BKB mà khẽ không có vấn đề gì cả, anh ta vẫn còn giữ BKB cho cái mạng lần thứ hai của mình, vẫn úp được Luna xuống, có vẻ chưa thực sự là hay cho lắm. Đây ATG mở BKB lên, Eclipse xuống ra, what the hell. Eclipse, đây là Eclipse mà, đây là Luna điển hình của ATG tiếp tục bị cai. Tuy nhiên thì dù sao EG họ cũng đã ăn được một cái rack rồi, kia send back được Let's Run về à? Rất có thể đây sẽ là tình huống Luna chết. Đúng đấy, anh thấy combo ấy nhá. Đã rồi ăn mạng 29 phút là đâu, nhưng mà ăn toàn tiền to, combo là chỉ ăn tiền to thôi hả? Nhưng mà được cái thì nhà cũng mất rồi, cổ đáng tội. Của Ấn Độ. Trường hợp vừa rồi nếu mà team, nếu mà nếu như suy nghĩ những người 3k như anh thì anh thì cũng thấy rất là chết đi. Mạng đầu tiên cứ lấy skill của đối phương, lấy đam của đối phương đi, câu cái thời gian phong chó của Kill Down đi. Mạng thứ hai mở BKB lên đầy sặc máu thì đối phương sẽ biết làm gì với con Luna bây giờ khi mà Disruptor cũng không còn skill nữa. Không hiểu tại sao ATG hiện tại xử lý như thế. Hay anh. Sau pha combat đấy thì Kill Down đúng, đúng là cả đời em không bao giờ thần tượng được ATG. Khó. Thực sự một cái pha xử lý mà có thể nói là nó rất là buồn cười với một cái player mà thi đấu quá dạn dày kinh nghiệm. Với một cái player mà có cái lượng CCU trung bình ở trên Twitch khi mà livestream cá nhân là 25.000. Đúng là hôm nay bản thân ông Y. À, bây giờ Lycan có BKB rồi, chơi được luôn. Cũng có BKB rồi, có thể là chơi được, hoàn toàn là chơi được. Bây giờ sẽ không sợ cái cặp Let's Rock và Shadow Demon nữa. Mỗi tội Let's Rock anh ta có vẻ như sắp lên cho mình đấy là cái Lotus Orb hay là một cái giáp băng. Anh nghĩ là một cái Lotus Orb để giải cái trách của Zara. Coi như là cái thế trận hiện giờ sẽ đang là bị ngang rồi. Team cái việc mà team Easy họ chết rồi thì cái việc co của team Wings Gaming họ đã lấy được lại network. Và cái tình huống mà trên top khi mà Lycan họ push được cái trụ top rồi thì team của Wings Gaming họ đã có thêm được rất nhiều tiền. Cái quan trọng là co hero mà lên BKB vào thời điểm phút sau phút thứ 30 ấy thì cái BKB này nó rất là hiệu quả. Bởi vì bây giờ cái lượng thời gian rất là nhiều. Ở đây thì nhìn thấy được kill down nhưng nào, đừng có chắn Universe. Cần phải combo thành công, cần phải combo thành công. Vẫn chưa stun, họ vẫn chưa stun. Không kịp vào BKB luôn, bị dính. Bị dính mini stun cho nó timing stun luôn. Em ạ, bởi vì sao? Quả đấy không hề có TP. Không có TP, nên anh là không muốn mất BKB trong tuần. Có TP mà. The fuck. Mới đẩy mình lên anh. Trong tiếng vừa rồi là không có TP. À ok, trong tiếng vừa rồi là không có TP. Và cũng không thể với được vào shop rừng. Thế là anh cứ quyết định là thôi, chết cũng được. Thế là quyết định là kêu con chó rồi. Vâng, và sẽ tiếp tục di chuyển tới các thành viên bên phía Evil Genius đang cố gắng đuổi theo một người của đây. Đó là Innocent. Nhưng mà có lẽ là không được rồi. Shadow thì cố gắng cắt creep ở khu vực lên mid cũng như là gây thêm áp lực vào trụ 2 của bên phía đối phương. Wings Gaming có thêm cho mình một cái BKB nữa, đó là BKB dành cho Slada.
Trong Luna thì sắp có bướm rồi. Mọi thứ có vẻ như là Evil Genius sẽ gọt tất cả những gì có thể gọt được ở phía bên ngoài, sau đó chờ đợi con Roshan tiếp theo. Cầm khiên Aegis bây giờ đi thì Evil Genius họ sẽ khá là tự tin. Đối phương mà quá húng lao vào bên phía team EG, họ câu những cái BKB bằng úp xuống của SD, bằng Moonlight Shadow, bằng những cái cop của con Clockwork, thì sau đấy họ đánh khá là đơn giản trong combat. Con Deso dành cho Weaver cũng như là một cái Butterfly cho Luna của ATG. Như dai của lên Siva hay sao? Click vào. Lên Shiva rồi. Như vậy là Let's Rock lên Shiva, đẩy đồ cuối lên để push thẳng rồi, đảm bảo là counter lại được Weaver cũng như là Lycan. Đây có người lên Lotus cho Crit lên được Lycan, một đội support dầu như thế này. Lên Lotus off anh nghĩ là lên càng nhiều càng tốt mà. Không, nhưng mà nói chung lên cái Shiva thì tanh hơn. Nhưng thực ra thì nếu mà Gosu thì họ sẽ không tính như thế, bởi vì là họ sẽ nhìn combat rất là nhanh, tận dụng combat rất là nhanh. Nếu mà so sánh giữa việc có hai cái Lotus bằng việc có một cái Lotus một cái Shiva thì rõ ràng là có cả Lotus cả Shiva nó sẽ có nhiều hiệu ứng hơn rất là nhiều. Theo một cái nghiên cứu gì đấy của Tomia thì việc bạn có Shiva sẽ giúp bạn tăng lên tận 70% cơ hội sống rồi mà. Từ việc đam đánh tay đến bị slow và thứ các thứ. Nói chung là nó một cái tính toán siêu khoa học, siêu khoa học của Tomia. Tới từ kế toán viên của tôi. Và đây thì có một cái pha hook shot như cái củ cải tới từ Universe, anh ta tức dính set. Vâng, stun với phép tiền vẫn bớ được vào người của một người đó chính là ATG. ATG mở Eclipse lên và giết Disruptor quá nhanh. Strike Storm không hề hay một tí nào cả. Vâng, ATG anh ta bơi hơi quá trớn, bây giờ bị track vào, lao lên và stun tới từ phép biển. Chó với BKB lao ra rượt rồi, úp được ATG lại và bị dồn down và crit có Ghost. Vâng, kẹt với các thành viên Evil Genius trong này, nhưng đó là lượng sát thương quá lớn tới từ ATG. Không, ATG vẫn phải nằm lại rồi. Vẫn chưa có người tiếp theo về Wings Gaming phải nằm lại và tiếp tục là bắn tới từ Shadow bắn rất đau đớn sổ mình. Và Lurkshark đã phải nằm xuống những burst down tới từ Miranda. Búp bật tử dành cho vết biển và Evil Genius họ mất tới 4 người. Clockwork ở đây bật ra phản nên cố gắng đuổi nốt theo Ai sai búp máu và anh ta vẫn còn một chút máu. Stun tới Strada và Team White dành cho Wings Gaming. Evil Genius mất cả 5 thành viên. Đây là cái điều mà tôi đã thực sự cảm thấy lo sợ sau khi Wings Gaming họ lên được cho mình, đấy là 3 cái BKB. Số 5.300 tiền và 9.500 XP cho EG. EG có vẻ hơi vội vàng vừa rồi. Họ hoàn toàn nên chờ đợi con Roshan tiếp theo để đánh combat trong khu vực Roshan. Họ lao vào hơi sớm và Wings Gaming chúng ta nhìn thấy những pha xử lý di chuyển của Fabian với Slada. Anh ta đợi một khoảng thời gian rất lâu. Sau khi câu được đến 3/4 cái BKB của Luna thì mới quyết định là bật BKB của mình lên. Và sau đấy thì đấy là một Slada quá hiệu quả bên phía team Evil Genius, rất khó di chuyển trong đội hình combat trong phần vừa rồi. Mặc dù ATG trong tình huống vừa rồi anh ấy đã có một pha bật BKB hơi lỗi, bật BKB quá sớm. Tuy nhiên anh đã có một pha lách vào rừng trong góc để có thể trốn được đối phương, đồng thời ném được ra rất nhiều rồi ấy. Nhưng mà có vẻ như Lycan đã quá khéo, Lycan với cả Slada quá khéo khi mà căn vừa đủ để có thể êm chết được cả Luna rồi chạy về. Thực ra trong pha đấy thì Shadow Demon anh ta cũng giúp ở trong cái góc đấy. Thế là thành ra combat của team EG họ hơi bị vụ. Em nghĩ là team EG của đấy họ cố tình co cụm lại để bảo vệ được cho con Luna nó ném. Nhưng mà bởi vì là có cái đúng cái có cái lách dưới, lách ở dưới. Con Slada nó chui vào được và nó tát chết được con Luna. Quá khéo luôn. Nhưng bây giờ thì EG họ mua thêm một cục gem nữa. Lúc em thấy là team con chưa kể là con Dazzle ấy, lúc ấy nó còn hoảng sợ và nó phóc nhầm ấy. Cái lúc mà con Clash nó đang dí con Slada ấy, hoảng sợ con phóc nhầm con Grit. Mà thực sự thì bây giờ ATG đánh Luna. Trong cái pha combat đấy thì một trong những tình huống kỳ đấy là việc mà Dazzle kịp búp bất tử cho Shadow. Với cái việc kịp búp bất tử cho Shadow thì Shadow anh ta sử dụng tham lát về và đầy ạc ngáu. Sau đấy thì anh ta tham gia combat như là chưa hề có cuộc chia ly. Mọi thứ mới trở nên khó cho EG. Chứ nếu như Wings của mình bỏ họ mất con kiếm sớm như thế thì em vẫn chưa hiểu nhá. Rõ ràng ATG có thể chơi được rất nhiều hero, nhưng mà cái con Luna mà hero cực kỳ dễ chơi thì có farm. Em sao không? Bởi vì họ thắng game 1 rồi. Đây là cơ hội để giải dớp. Và giải dớp cho Wings Gaming thì là một cái giải dớp gọi là vô địch rồi. Chúng ta nhìn cái lượng net lượng XP thì bên phía team Evil Genius họ bị lật đến khoảng tầm 12.000 XP. Thế cảm giác như ông này bị gánh nặng tâm lý ấy. Một gắn hero dễ chơi rất nhiều so với những hero mà ATG có thể chơi. Nhưng mà anh ta
thể xử lý trông rất buồn cười. Đã có hai tình huống ATG xử lý lỗi rồi. Một thì ừ thôi, tìm giống giống thắng. Kiểu Messi đá pen ấy. Một cầu thủ ấy dứt điểm ở những cái khoảng cách siêu dị, những góc siêu dị, nhưng mà đá penalty dễ thì lại không đá được. Nhắm mắt cũng đá được. Cuộc đời nó cứ trớ trêu chéo ngoe như vậy thôi. Không, nhưng mà để có thể bù lắp được những cái lỗi kỹ thuật đấy thì em nghĩ là Luna thời điểm này cần phải thêm pha và thêm đồ, dùng đồ để bù vậy. À, thực sự thì bây giờ với việc là team Wings Gaming họ vẫn còn khá nhiều thời gian. Búa xét đề sô. Là cái item mà cuối cùng mà gây được nhiều đam. Đây rồi, combo vô địch đây rồi, búa xét và đề sô đây rồi. Trước đây là búa bát và đề sô, mà là tay dài lên búa xét. Cái búa xét là một trong những cái item mà rẻ hiệu quả nhất mà. Thế là anh em nào mà đánh carry thì cứ thử lên búa xét. À đúng rồi, trong trận vừa rồi có một trường hợp mà nhờ búa xét mà mới giết ATG thì có lẽ là lên trận này tiếp để có dớp. Luna nó ném nhiều thế cơ mà, thế nào cho dớp. Chặng đường lên Siva của Zai lại dài thêm một lúc nữa. Gậy xanh thì nó clock rồi. Không, nhưng mà chờ một tí, khi mà đây thì có một cái gậy xanh thì nó clockwork của Universe. Hy vọng em vừa là... nhìn thấy Slada 3.000 tiền đúng không? Slada 3.500 tiền. Hết. Hết đi cam mình mà là AC. Không, anh nghĩ thôi là AC lại cần lên hơn. Lotus là gì anh? Anh nghĩ là một cái Lotus. Bây giờ lên co đấm cho nó sướng chứ. Không, nếu mà ông ấy mà xác định muốn lên co từ đầu thì ông đã lên Amleth rồi. Có thể bây giờ chuyển đồ cũng được, nhưng anh vẫn nghĩ một cái Lotus thì họ sẽ không, thì nó hay hơn. Còn ở đây nhìn thấy ai sẽ bắt được cái con Dazzle này, nó coi như Wings Gaming là họ chịu chết luôn, nó phải lùi về base. Rồi bây như nào đây ATG, vâng ATG chạy rông quá anh ơi. Bình tĩnh. Vâng ATG đang một mình ở đây nhá. Từ từ các không, không. Bên hàng đấy. Đồng đội còn cách cả một khoảng hơi xa. Bên hàng mà có BKB đủ cho đồng đội về vào mà. Nhìn trông con Luna chạy rông. À, đề xô thì có stack với búa xét, chắc chắn là có stack với búa xét rồi. Chúng ta thì gọi là stack thì cũng, thì cũng không chính xác, nhưng mà sẽ có cả hai hiệu ứng. Đã gọi là combo huyền thoại mà lại búa liền. Một búa một liềm. Có thể là búa bát cho tay ngắn, búa xét thì tay dài. Feel like Fiden. Rồi, có một tình huống mà tên check hàng khá là hay của Sumail sẽ chậm một chút cho việc Wings Gaming họ di chuyển vào, nhưng ở đây thì cũng đã có bọ ra để check bên phía Team Evil gì nữa đang ăn Rosa như thế nào. Ok, Luna cầm Kill Aegis thành công. Vâng, và một game đầu mà tưởng chừng thì rất là dễ dàng, Evil Genius thì bây giờ lại hơi khó khăn lên một tí rồi. Con Lycan này nó sẽ lên một cái AC. Slada lên lốc. Không, thật ra lên lốc là chuyện rất là... Nhưng mà đang trong thế gọi là có thể gọi là lên đóng đô to rồi mà. Không, lên lốc để cai. Em vừa có lốc của anh ách. Nếu mà em lên lốc thì em vừa có đúng rồi. Quan trọng là có thể cai. Quan trọng là né được cái ulti của... Giữ chân được đây rồi, tôi lại được nhìn thấy một con Mirana cầm EB đang gông 5 của Sumail lật kèo E-Home giống như TI5, à giống như TI6. Thế thì phải đợi thêm cả... Sau combat này, thêm được một trụ 3 rồi. Khẳng định là thêm được một trụ 3 rồi, khá là easy. Nếu như cứ đánh cái kiểu là tạo được áp lực ở cả 3 lên mà đẩy bóng của Luna vào thì thực sự là Wings Gaming để đép họ cũng rất là khó. Còn bây giờ thì đã có một cái Santanic dành cho ATG nữa, cầm Kill Aegis và bật được không mới là vấn đề. Có Kill Aegis rồi. Có BKB thì chắc là bật được. Có Kill Aegis tí đấy. Bây giờ mà ATG chết hai mạng thì có thể nói là Wings Gaming họ có cửa thắng rộng hơn rất nhiều. Có thể nói là lần sau ATG không bao giờ cầm Luna nữa. Cái câu này thì đã có rất nhiều người nói rồi. Anh cũng đã nói rồi, ATG không nên cầm Luna và sẽ không được cầm Luna nữa. Santanic. Nhưng mà Anh bật nhầm với cả cứ mỗi khi mà hóa thân thành con Luna này thì ATG như kiểu trở thành một cái người khác ấy. Baka MR. Baka thì không đúng, farm thì anh ta vẫn farm đẳng cấp của ít nhất là 6k, nhưng mà không thể 3k farm được như thế rồi, nhưng mà sắp tốt 4k farm sẽ là như 4k. ATG anh ta đang không cầm giày Raven Lance, chưa quyết định là lên nốt cho mình Hurricane Pie mà đã đóng một cái Satanic rồi.
thật ra con Luna chạy nhanh mà anh, cái việc mà nó đúng rồi, nó chạy nhanh và có thể bật cái hiệu ứng butterfly lên, nó cầm cái manta là ngang với cả tốc chạy khi mà đi giày bình thường đấy. Chúng ta nhìn thấy nó chạy 368 cước luôn, cước hoàn thành xong của Shiva dành cho Lestrade của Zai. Thực sự thì mọi thứ Evil Genius họ vẫn đang hơn một chút cả về thế trận cũng như lượng network cũng như item các kiểu. Tuy nhiên bây giờ để lên high ground của Wings Gaming mặc dù có khiến Aegis vẫn là một điều gì đó khó, nhưng bây giờ thì ATG anh ta đã cooldown xong, đó là Satanic, thêm nữa anh ta có một cái rune đua đa. Ở đây là cái thời điểm rất tốt để push, không push đây tôi cũng thức chip luôn. ATG RTZ stun đấy, Slada không có stun thì ATG đừng bắn thêm một tí nữa. Vâng lao, burst down Slada, bật cả BKB rồi là Weaver. Và có group shot vào, đẩy được Weaver lên, Slada tự lốc mình lên thì phải. Còn thêm một lên nữa, chúng ta thấy là khi mà Wings Gaming họ chưa kịp đáp ấy, họ xoắn. Họ chưa kịp biết được là chuyện gì đang xảy ra thì Evil Genius họ đã ăn một lên rồi, và bây giờ form chó của Lycan có vẻ như là sắp hết. Bạn đáp cái kiểu gì bây giờ nhỉ? Slada có vẻ là họ hơi tiếc một cái deep hay sao ấy mà không lead được cái đúng rồi deep, chính xác là như thế, mất cái DD của con Luna đi. Và ở đây thì DD Luna vẫn rồi. Còn cho mình BKB, còn Manta, còn khiến Aegis. Thôi kìa, Slada quê rồi, Luna ở đấy là còn không bật BKB anh ơi. Không cần có khiến Aegis đứng bắn luôn. Ơ Shadow hơi nhờn tham lát rồi và Luna ta sẽ bắn một hút shot vừa vào hai người. Ôi trời rất hay, và lấy thêm một cái bất tử nữa của Dazo. Và bây giờ thực sự mọi thứ đang là quá khó dành cho Wings Gaming. Miranda của Sumail ở đâu đó, thậm chí còn muốn burst down vào người của Isai. Giờ khi biết rằng Isai không có bút tử Mega Crit, easy with it. Vâng, và BKB lên và bây giờ chơi nốt turn cuối rồi, bây giờ mình như thế nào xong nhiệm vụ rồi có quyền chết. Những cái hình ảnh mà Lycan ở trong form người mà phải bật BKB là những cái hình ảnh mà rất cấm kỵ trong Dota, thực sự là như thế. Ngày xưa thì cái thời đấy năm đổ về trước thì vâng, cuối cùng thì cái dớp của ATG cũng đã được giải. Với tôi đố mình Gaming thắng được game này hơi khó cho đội chơi chó. ATG từ đầu rồi vẫn còn Manta, vẫn còn Kill Aegis, còn tất cả những cái gì anh ta cần Eclipse lên và lao vào bằng như một vị thần. Và các thành viên còn lại thì cũng ở ngoài múa may và tiến hô ủng cho ATG rồi. Nó bắn tên vào không trùng hai quá nhiều BKB, ATG chết thì không sao cả. Mạng thứ hai round 2 đặt tất cả thứ ra, ATG BKB hay không vẫn úp ATG lại luôn. Tránh static storm, có thể được bắn BKB lên bắn thôi, không thể bật luôn mà. Chắc chắn là GG rồi, có good game đến từ Shadow và